Hello mọi người. Hôm nay bọn mình sẽ có một món này. Các bạn tưởng là mình vẽ tranh à? Không phải tranh đâu. Tranh này đã vẽ xong rồi nhá. Đây là tranh đã vẽ xong các bạn ạ. Khi vẽ xong thì chúng ta sẽ phải mua một cái món này để phun lên, chống bị nước vào và ẩm mốc. Đây các bạn. Tranh mình vẽ đấy. Tranh này là hình gì vậy? Tại vì là em không theo nghệ thuật nên không biết đây là tranh gì. Tranh này là vẽ theo trường phái của Van Gogh, là một là họa sĩ nổi tiếng người hình như là Hà Lan hay Ba Lan gì đó. Chị nhớ là cái gì đó Lan Lan, chị quên rồi. Đó, ông ấy chuyên có những cái bức tranh kiểu như này các bạn ạ. Nghĩa là nó mang cái tính chất kiểu hơi là dòng chảy ấy. Đó. Không ai, thực ra không chụp tượng lắm. Đây là dòng sông, ánh sáng kiểu vậy. Các bạn thấy có đẹp không? Mình vẽ theo kiểu phong cách của Van Gogh ấy, nhưng mà đây là Van Gogh, Van Phách, Van Pate. Và hiện tại thì bọn mình đang bóc cái món này. Mà em dịu em cứ đi ra ngoài em bóc một mình. Quay video review bóc sản phẩm mà vất sản phẩm ra một chỗ, còn máy quay mất một chỗ. Thật bá đạo. Nhìn như đã sơn nhỉ. Ừ, em để vào đây cho chị nhìn nào. Cái này em lại vất lên cao rồi, nào lên đây cho mọi người nhìn. Sách well của Trung Quốc. Cái gì mà sách? Sao lại sách? Sách này cái gì? Đâu sách well đâu. Vậy, à, ờ, cái này là từ sắc. Em đọc là sách đúng không chị? Kiểu như là, ê, nắc có lên. Ok, nhưng mà bọn mình cái này nó phun ra nó là bọt hay là nó là phun xương. Nhưng mà mình với em chịu phải đi ra ngoài. Nè. Em cả đêm hít à? Mùi à? Ừ. Cái này mùi rất là kinh các bạn nhé. Chắc chắn là như thế này. Bọn mình phải chui ra ngoài. Như kiểu là sơn ạ, sơn không. Đúng rồi. Màu trong suốt. Sơn như kiểu sơn gel mà thịt móng chắc. À, mình sẽ dựng cái tranh này lên đây nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho dịu phụt và mình quay. Ok. Cố lên. Nhớ. Em hiểu thông minh thật các bạn ạ. Dịu ở đây là phun làm bóng. Là đúng như thế thật. Vừa vừa đấy. Nó chảy ra kệ em phun đều tay ra chứ. Nó đang cậy nhanh lên để chạy. Mùi quá. Ví dụ mà ngồi đấy là ngắm rồi ạ. Em giải đều tay ra là xong không biến. Không biến đi. Kinh quá, nó chảy kìa, kinh quá. Em phun cái chỗ này nó bị chảy kìa. Đâu? Em nhìn không, nó không đều không? Cái này nó chảy ngang nổ rồi đây. Ừ. Em phụt cho nó đều ra đi. Không là nó ngang nổ. Bây giờ phụt nó sao? Bây giờ em phụt cho nó đều tay ra, chỗ này nó phụt đâu. Phụt rồi. Chưa, ở giữa đấy. Nó lại chảy giữa đấy. Nếu như tả tay đều ra. Không được, tạm thì đây, biến các bạn ạ. Thì vắng, thành viết. Hay là chỉ phụt một lớp thôi, phụt nhiều quá. Tại bà phụt nhiều quá. Người ta chỉ phụt thoáng ra thôi, hiểu không? Bà phụt nó chảy âm âm ra. Ôi, các bạn ơi, mình cảm tắc rồi. Không thể chịu nổi nữa, ăn nhầm, thật chết. Thở nan là mình phải chịt, chèn cái chữ bíp vào cái chữ đấy. Thôi, các bạn nha. Ừ, nan nữa hỏng chanh thì mình sẽ giết dịu luôn. Các bạn ơi, chai này xịt được cả lên mồm dịu các bạn ạ. Khẩu nghiệp. Không, cái này xịt khẩu nghiệp đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy cái này nó ghi đấy chưa? Đấy, sau khi vẽ tranh này, phun lên này, để tránh ấm bị ẩm mốc này, bị những cái con muối mọt phá hoại các bạn. Và ok, mình xin feedback các bạn một chút nhá. Cái mùi của cái chai này rất là kinh. Nó kiểu nó mùi nó như mùi sơn nhưng mà nồng nặc ấy. Ôi, mình cảm giác tắc thở vừa lại luôn mà dịu máu thật. Còn dí mũi vào, hít. Chắc là kiểu nghiện mùi này. Ok nha. Thì cái chai này nó có màu xanh như này này. Và giá tiền hôm trước mình với dịu mua bao tiền hả em? Còn không cần mở lắp cho bạn xem. Nó có vòi xịt ở trong này. Nó giống như xịt nước hoa. Ủa, 80.000 à? Chị tưởng chai này có 50. Phải. Chị đầu tư phết chứ đùa đâu. Đầu tư để review cho mọi người mà không có lấy một người xem. Không có một người sắp cái kênh của chị. Buồn quá các bạn ơi, các bạn hãy like, share, comment nha. Hello, 47.000 các bạn ạ. Mình nhớ là 40.000 thôi mà. Có 47.000 chai này thôi nha. Và các bạn, nếu mà bạn nào có vẽ tranh hoặc là có sở thích vẽ tranh ấy, thì khi vẽ lên tranh, lên cái vải canvas kia thì các bạn nhớ là phải mua cái chai này về để xịt nhá. Không là phí lắm, phí công sức. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây nha.
Bye bye, chào mọi người. Diệu, chào mọi người. Chào mọi người. Đấy, xin gái chào mọi người nha. Bye bye mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha.